Theo hướng dẫn phường Đồng Mẩm, cơ quan tiến hành tố tụng thành phố Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Triệu Tiến Cầu để điều tra về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, lao lý tại Điều 142 Bộ Luật Hình Sự. Trước đó, như báo Tiền Phong phản ánh, ngày 5 tháng 11 học sinh trường trung học cơ sở Đờ Bờ đi chơi nhưng đến sáng sủa mới về nhà. Khi gia đình gặng gọi, nữ sinh cho biết có vào trường trung học cơ sở Đờ Bờ vào buổi tối và bị bảo vệ tại đây xâm hại. Theo cháu nhỏ nhắn, Triệu Tiến Cầu đã rủ GL ở lại trường, nấu nướng cơm cho cháu L ăn và dụ dỗ nữ sinh này ngủ lại trường. Ngay trong tối đó, đối tượng đã thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân. Sáng hôm sau cháu L đạp xe ra về, Triệu Tiến Cầu đã cho cô nhỏ nhắn này 100.000 đồng. Đến 18 giờ cùng ngày, khi mẹ L tắm cho con đã phát hiện nhiều vết khác khác thường ở ngực cũng như ở vùng kín nên gặng gọi và báo cho cơ quan chức năng. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, công an phường Đồng Mẩm đã báo cáo ngay sự việc lên công an thành phố Thái Nguyên. Tại cơ quan công an, từ những dấu vết cào cấu mà cháu L để lại trên người đối tượng, Triệu Tiến Cầu đã khai nhận cục bộ hành vi tội trạng của mình.